Xin chào các bạn, bây giờ đang là buổi trưa ngày 19. Gọi là buổi trưa bởi vì tôi đã nghỉ từ sao nào đêm qua 3 giờ sáng. Đóng một phát đến giấc tầm khoảng 10 giờ sáng rồi mới dậy. Và bây giờ check out ra ngoài. Lịch trình ngày hôm nay có lẽ sẽ đi sang buổi trưa ăn cơm bên cơm tấm độ BC. Trước đó chắc là đi sang bên khu bên nào nhỉ? Đó là Bình Thạnh à, hay cái đoạn nào nhỉ? Đi sang bên chỗ Lazada, gọi là trụ sở Lazada để mà ký nốt hợp đồng, sau đó là đi ăn trưa. Anh em nào có ra đấy gặp mình thì quẩy nhá. Cơm tấm độ BC. Lên được. Sau khi giải quyết xong với lại công việc bên Lazada, Louis K đã có mặt tại cơm tấm Xà Bì Trưởng. Cơm tấm Xà Bì Trưởng với cái quán của Đỗ Misi và Semisit. Lần này sang đây review các món ăn xem thế nào và ăn trưa cùng anh em. Bạn nào có thể qua đây cùng gặp mặt làm tí ảnh nhé. Ok. Xong bây giờ để đến lượt uống. Đang có mặt ở tại quán cà phê Mèo trên đường Nguyễn Bình Khai. Hãy quay ngó tí xem quán cà phê Mèo thế nào. To phết, lông xù mổ tít. LBK đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 2 ngày ở Sài Gòn. Hôm nay sẽ về và kết thúc chuyến hành trình. Có lẽ một ngày mà cũng hoàn hảo đấy. Khi mà đi chơi bời với lại mua được đống quà rồi. Mang về cho anh, cho nhà cửa với lại cho bố mẹ, mang cho bố mẹ với vợ con. Hôm nay về nhà thì chắc là đến tối là không live stream được rồi. Có gì sẽ lên live stream sau ngày mai. Ok. Tạm biệt Sài Gòn. Hẹn ngày gặp lại.